hàng đóng sợ gì. Bên kia mấy nghe cái thầu riêng cũng cái bịch luôn. Bên kia hả? Trường Musakin xài 100% phân hữu cơ sinh học. Đây trái nè, cây nào cũng có trái hết. Musakin nha. Cái cây nó quá trời cái tàn. Tàn quá lớn nên cho tới mùa mưa cái nó dễ gãy. Nó bị tét thân luôn nè. Ừ. Thân nó tét làm hai, tét tới đáy luôn. Nó bấm cột lại đó hả? Gì trời. Khích quần hả? Không phải. Vậy như quần của ai? Quần bị cái thùi nó móc trời. Bị nhánh thùi viên đang cắt con dĩ cho chú. Mà cái dao vàng cắt sâu riêng rồi cắt quần luôn rồi. Rồi giống quay qua luôn con chỉ đâu vậy. Tao không biết ở đâu ra. Dạ rồi chứ ơi. Đây là xả hàng luôn nha. Xả chợ luôn. Phá banh chợ luôn. 80.000 một ký. Bánh chợ mua sơ kênh luôn. Liên hệ anh Khương Tê Đô 0918 944 088. Trồng thứ nhà vườn bán à. Giá nào chịu cho nổi. Cái vườn khác dám xả theo không? Các bạn ăn sầu riêng mua sơ kênh ở đây là cơ hội. Cơ hội thưởng thức Musakin là thời điểm này nha. Xả hàng 80.000 một ký. Đó. Sơn bé đang xem. Chào Sơn bé nha. Anh Thành chào Sơn bé. Anh bé nào? Sơn bé trên Facebook. Ăn thời gian bây giờ nó cảm vô rồi. Thơm hoài hả? Nó chuyện cái nó thơm hoài. Thơm hoài. Thơm hoài. Thơm hoài. Thơm hoài. Sao mấy trái này bỏ hết trơn vậy? Chưa các bạn. Nè, con sơ kinh nè. Cho các bạn coi là cái sáng nó quất cái đầu rồi chứ đầu riêng. Thích trái đặc thù của Musakin. Ngồi sao đó. Bợt chưa? Đó, ngồi sao đó ha, các bạn thấy ngồi sao. Anh nghe bộ quá nè. Sao tự nhiên nó bỏ đi vậy? Cái trái này nó không thấy rõ.